Khi chúng ta hoạt động và tập thể dục, chúng ta có thể xây dựng cơ bắp cũng như cung cấp oxy cho các tế bào cơ, duy trì chức năng và giữ cho chúng khỏe mạnh. Nhưng nếu chúng ta nằm trên giường trong thời gian dài, không sử dụng cơ bắp để làm gì, các tế bào cơ có thể bắt đầu co lại hoặc teo đi. Khối lượng cơ xương được kiểm soát bởi một tập hợp các con đường phức tạp và các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một phức hợp được gọi là TAK1 signalosome có liên quan. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã tiết lộ thêm về cách TAK1 còn được biết đến là có liên quan đến tín hiệu miễn dịch điều chỉnh khối lượng cơ xương. Các phát hiện đã được báo cáo trên Nature Communications. Nghiên cứu này chỉ ra rằng khi TAK1 được kích hoạt trong các tế bào cơ xương, nó sẽ thúc đẩy quá trình tổng hợp protein và sự phát triển của các sợi cơ. TAK1 đã được phát hiện có vai trò trong các lộ trình báo hiệu bao gồm MAPK kinase và tín hiệu TGF-beta không chuẩn. TAK1 cũng có thể kích hoạt yếu tố phiên mã NF-kappa-B. Khi TAK1 bị loại bỏ trong cơ xương ở mô hình chuột, chuột bị hao mòn cơ cũng như rối loạn chức năng ti thể và gia tăng tỷ lệ chết tế bào, được gọi là autophagy. TAK1 cần thiết cho việc duy trì các điểm nối thần kinh cơ, nơi các tín hiệu từ dây thần kinh gặp cơ, cho phép chuyển động. Những phát hiện của chúng tôi chứng minh rằng sự bất hoạt có chủ đích của TAK1 gây ra sự sắp xếp các mối nối thần kinh cơ và suy giảm cơ nghiêm trọng. Rất giống với sự suy giảm cơ được quan sát thấy trong quá trình tổn thương thần kinh, lão hóa và suy mòn do ung thư. Chúng tôi cũng đã xác định được mối tương tác mới giữa con đường truyền tín hiệu TAK1 và BMP protein hình thái xương, giúp thúc đẩy sự phát triển của cơ bắp, tác giả nghiên cứu đầu tiên Anirban Roy, tiến sĩ, trợ lý giáo sư nghiên cứu tại Đại học Houston cho biết. Mặc dù có nhiều cách để những người khỏe mạnh tăng khối lượng cơ, nhưng việc mất cơ có thể đi kèm với bệnh tật. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi kích hoạt quá mức, TAK1 được kích hoạt trong cơ xương. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nó ngăn chặn sự mất cơ quá mức có thể xảy ra khi dây thần kinh bị tổn thương. Nghiên cứu đã gợi ý rằng TAK1 quan trọng đối với cả chứng phì đại và teo cơ. Mất khối lượng cơ là một biến chứng sức khỏe trong quá trình lão hóa và trong nhiều bệnh nan y, và công việc này có thể giúp các nhà khoa học ngăn ngừa để điều trị sự mất mát đó. Roy cho biết, nhận thức được tác động của tín hiệu TAK1 trong việc hỗ trợ sự phát triển cơ bắp. Nghiên cứu của chúng tôi mở ra con đường mới để phát triển các liệu pháp điều trị cho những bệnh lý này và nhiều tình trạng bệnh lý khác, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!